Hello toàn thể các bác nhá. Đây là cái video em test là ba con vang. Ba con vang K5, K7 đến từ hãng Digi Synthetic này. Hay là gọi là hay còn gọi là con Theta K5 ấy và Theta K7 ấy, cho hai bác khách. Đây là hai bác thôi nhá. Hai bác là một bác là bác Ngọc Trọng, bác ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, đặt tên em một con K5 này. Và anh Ngọc Duy cũng ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, đặt bên em hai con K là một con K5 và một con K7. Đó, cảm ơn hai bác đã đặt tin tưởng bên em. Và một bác đặt bên em một con micro cực kỳ rẻ tiền, với mức giá chỉ có 500.000 một bộ micro này. Thật sự là đây giật mình chưa các bác, 500.000 một bộ micro, hàng lắp qua sử dụng. Và tí em cũng sẽ test trực tiếp con micro này trên đây, em sẽ test trực tiếp con micro này lên cái con vàng Hugo, à con Theta này. Đấy các bác xem nó cái chất âm của nó như thế nào. 500.000 mà được một bộ mic dùng dây các bạn. Đấy. Mà cái này em cũng có video em test rồi. Các bác cứ nghe nhạc qua một chút để kiểm tra cái chất âm của cái dòng vàng này nhá. Còn một ít thôi, khoảng đâu đó 57 con nữa thôi. Còn đâu là K7 thì em đang còn rất nhiều, K7 thì còn rất nhiều. Đấy, K7 thì giá của K7 nó cao hơn K5 khá khá. Nhưng cái K5 thì các bác được sở hữu một con này với giá rất là nhẹ thôi. Đấy, đợt này con giá sẽ bị chênh lên, chuẩn bị chênh lên một chút so với đợt trước rồi đấy các bác nhá. Đó, các bác nhanh tay lên để sở hữu chỉ còn mấy con nữa thôi. Và đợt sau các bác sẽ mua sản phẩm này sẽ bị lên giá nhá. Và đợt này thì còn khoảng 5 con thôi, 56 con thôi. Đấy là các bác sẽ được sở hữu của em nó là 2.6 nhá. Sau một thời gian nữa hết hàng lô này là lô sau em đang chuẩn bị về là giá nó đang cao hơn rồi. Đấy nên các bác ai mà đang có ý định sở hữu cho mình một con vang Theta K5 này thì các bác nhanh tay lên, không thì là hết hàng đấy. Hàng này rất là hot, cực kỳ hot các bác nhá. Đấy, anh em đặt rất nhiều cái mã sản phẩm này. Đây, nó chỉ còn đợt vừa rồi em về hơn 20 con mà bây giờ chỉ còn 56 con thôi. Đấy. Con nên là mình đi. Không phải hết pin đâu. Hay hết pin thật. Từ lúc này thôi. Đấy, đợt này là cái con vang này. Em đã chỉnh sửa lại một chút cho các bác là như thế này nhá. Em sẽ cài cho bác 3 chế độ. Một là cái chế độ echo mà nó và echo và reverb nhiều đấy. Đấy, chế độ 2 là chế độ echo dài ấy, rất là dài và nó thưa này các bác nào mà thích hát kiểu echo dài miên man ấy. Đấy, đi đái trong một bè quanh này vẫn còn tiếng echo. Đấy, đấy là mọi người đang nói chơi như vậy. Là em là để cho các bác chế độ 2. Đấy, nhiều bác thích rất thích echo dài như thế. Nên em đã cài đặt lại cái chương trình là sẽ để số 2 là cái chương trình echo dài. Đấy, dài và thưa. Cái chương trình số 3 là cái chương trình em để là chương trình reverb. Các bạn nào thích hát reverb đấy, hát nhạc trẻ các thứ là remix là chơi cái chương trình 3 này rất là hay. Đấy, còn bình thường là các bác sẽ hát chế độ 1 nha, chế độ 1 hoặc chế độ 2. Còn chế độ 3 là các bác chuyên nghiệp một chút thì các bác nên hát thì mới hát được cái chế độ 3 đấy. Đấy, còn một cái chế độ số 4 này em để cho các bác nghe nhạc các thứ các bác này. Còn không thì các bác cứ để chế độ 1 các bác nghe nhạc cũng vẫn là ok. Đó. Rồi, các bác có nhu cầu sở hữu những sản phẩm vang Theta thì liên hệ trực tiếp em Quảng nhá. Em có đủ mã nhá. Hiện tại là đang đủ mã K3, K3E này, K5 này, K6, K7 này. Đấy, K6 thì giá rất là phải chăng. Đây, K6 đây ạ. Đấy, K6 này thì giá rất là phải chăng, 1.400.000 các bác được sở hữu một con vang Theta chất âm rất hay. Đấy, không biết tại các biết tại sao làm em lại bán cái giá của con vang Theta K6 này giá gì rẻ vậy không?
em rất ghét K6 vì là nó khó chỉnh cho các bác thôi. Đấy, chứ không phải là em khó chỉnh, các bác sử dụng rất là khó chỉnh. Nhưng các bác nào mà dùng quen rồi ấy, thì nó lại là bình thường, rất là dễ. Mà nếu các bác nào không vọc vạch gì nhiều ấy thì dùng K6 cứ thế là dùng ấy thì lại dễ, lại đơn giản. Đấy, nhưng các bác nào mà vọc vạch nhiều thì thời gian đầu nó sẽ là khó chỉnh. Đấy, nhưng sau một thời gian sử dụng thì chắc chắn là sẽ sử dụng được thôi. Đấy, thôi đó, em xin dừng video đấy nhá. Đấy, các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp em Quảng 2 số điện thoại trên tấm biển đấy ạ.